Hiện khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển về phía nước ta. Dự báo gần sáng mai, khối không khí lạnh này sẽ tác động và gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Sang ngày mai, dưới tác động của khối không khí lạnh kèm mưa, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ giảm đi từ khoảng 3 cho đến 5 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng chỉ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ, vùng núi chỉ còn từ 12 cho đến 15 độ. Từ trưa và chiều mai trở đi, miền Bắc trời sẽ chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Với các tỉnh miền Trung, đêm nay do chưa chịu tác động của khối không khí lạnh, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại đây sẽ phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ, trời rét nhẹ. Sang đến ngày mai, dưới tác động của khối không khí lạnh, với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, có mưa, từ đêm mai trở đi, ở khu vực Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ trưa chiều nay tại các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ, còn phía Nam đèo nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 26 độ. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, thời tiết duy trì không mưa, về đêm và sáng trời lạnh. Ban ngày trời có nắng từ sớm với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây sẽ dao động ở ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa trời không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6 vào lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động.